Quảng trường trung tâm hành chính quận 7 đã sôi động vào chiều 7 tháng 10 với hàng nghìn người yêu thể thao tham gia giải chạy kết sức mạnh nối thành công. Giải chạy này quy tụ 2.500 vận động viên, chủ yếu là học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên cơ quan và người dân trong quận. Sự kiện thể thao này nằm trong khuôn khổ ngày hội chuyển đổi số không gian khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 do Ủy ban Nhân dân quận 7 tổ chức trong 2 ngày 6/7/10. Lúc 16 giờ, hơn 1.000 vận động viên tham gia cự ly 3 km khởi đầu, một cự ly phù hợp cho người mới tham gia giải chạy, người cao tuổi và trẻ em. Chưa đầy 10 phút sau, hơn 1.000 vận động viên tham gia cự ly 5 km khởi đầu. Đường đua dẫn các vận động viên qua những tuyến đường nội khu xanh mát của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thể hiện sự phát triển ấn tượng của quận 7 từ một vùng đầm lầy trở thành một trong những đô thị kiểu mẫu tại Việt Nam. Giải chạy cũng có sự tham gia của ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7. Quảng trường trung tâm hành chính quận 7 đã sôi động vào chiều 7 tháng 10 với hàng nghìn người yêu thể thao tham gia giải chạy kết sức mạnh nối thành công. Giải chạy này quy tụ 2.500 vận động viên, chủ yếu là học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên cơ quan và người dân trong quận. Sự kiện thể thao này nằm trong khuôn khổ ngày hội chuyển đổi số không gian khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 do Ủy ban Nhân dân quận 7 tổ chức trong 2 ngày 6/7/10. Lúc 16 giờ, hơn 1.000 vận động viên tham gia cự ly 3 km khởi đầu, một cự ly phù hợp cho người mới tham gia giải chạy, người cao tuổi và trẻ em. Chưa đầy 10 phút sau, hơn 1.000 vận động viên tham gia cự ly 5 km khởi đầu. Đường đua dẫn các vận động viên qua những tuyến đường nội khu xanh mát của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thể hiện sự phát triển ấn tượng của quận 7 từ một vùng đầm lầy trở thành một trong những đô thị kiểu mẫu tại Việt Nam. Giải chạy cũng có sự tham gia của ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7.